Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Cảnh báo 4 con giáp dễ vướng họa tiểu tam, hạnh phúc có nguy cơ tan vỡ trong tháng 11 năm 2020 dương lịch. Xin chia buồn với những con giáp vướng họa tiểu tam trong tháng 11 này, nếu không gìn giữ hạnh phúc gia đình, bạn đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện đây. Hãy cùng Địch Nghề Tốt xem ngay để tránh nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tuổi Sửu, tử vi của 12 con giáp trong tháng 11 thấy rằng chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp khá nhiều trở ngại và khúc mắc, thậm chí có những vấn đề xảy ra nhưng bạn còn không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Đây chính là điều khiến bạn cảm thấy vô cùng đau đầu và bối rối. Ở công ty đã phải đối mặt với đủ vấn đề do đồng nghiệp, cấp trên tạo ra, về nhà lại chịu đựng thái độ hậm hực, chiến tranh lạnh từ người ấy. Lúc này, nếu hai bạn không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thì sẽ rất dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bởi trong những phút yếu lòng, bạn hoặc người ấy sẽ rất dễ sa vào vòng tay của người khác. Cả hai đều cần nghiêm cẩn giữ mình, không nên dùng cái vỏ bọc tìm người giải bày tâm sự để có quan hệ quá mức thân thiết với người khác ngoài hôn nhân. Nếu vẫn còn quý trọng gia đình mình, hãy cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ. Tuổi Tỵ, xem vận hạn 12 con giáp trong tháng 11 dương lịch, người tuổi Tỵ khó lòng có được niềm vui về tình cảm trong tháng này, thậm chí còn phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những biến cố lớn lao. Đặc biệt với những ai đã lập gia đình thì đôi bên thường xuyên khắc khẩu, khiến tình cảm ngày một xa cách, dễ nảy sinh nghi ngờ, hiểu lầm, ghen tuông vô lý. Vốn đã mệt mỏi vì công việc, áp lực kiếm tiền, thế mà người kia còn không cảm thông và sẻ chia, luôn tỏ ra nghi ngờ khiến bạn vô cùng chán nản và trên hết là rất thất vọng. Những cuộc tranh luận dần biến thành tra khảo khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghe cũng không muốn giãi bày, cũng chỉ bởi một trong hai bạn tỏ ý ngờ vực về tình cảm của đối phương dành cho mình. Nếu cứ để tình trạng căng thẳng này kéo dài, tình yêu của hai bạn sớm muộn gì cũng sụp đổ và tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện. Hãy bình tĩnh, cùng nhau khắc phục tình trạng này, đừng để đến khi hối hận thì đã quá muộn. Tuổi Thân, vận đào hoa quá vượng cũng trở thành nỗi phiền não của người tuổi Thân, đặc biệt là với những ai đã có đôi có cặp. Trong thời điểm này, bạn thường xuyên tham gia các bữa tiệc tùng, xã giao, nổi bật trong các cuộc hoạt động tập thể, đạt thành tích tốt trong công việc, nên dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới, bao gồm cả đồng nghiệp và cấp trên. Ban đầu, có thể đối phương chỉ là cảm mến bạn đơn thuần, nhưng nhiều lần tiếp xúc mà không giữ khoảng cách, người đó có thể trở thành đào hoa xấu, gây tổn hại tới mối quan hệ của bạn và nửa kia. Kể cả bản thân bạn không có suy nghĩ ngoài luồng, nhưng nếu liên tục bị người khác theo đuổi, cám dỗ quá lớn mà không giữ tỉnh táo thì sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã. Cho nên, con giáp vượng họa tiểu tam trong tháng 11 này, hãy giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới ngay từ đầu để tránh tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Tuổi Hợi, thời điểm này, người tuổi Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó các cặp đôi dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến cho mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và chút lên đầu người thân như vậy, bởi có thể là bạn đang là nguyên nhân trực tiếp khiến cho người ấy dần xa mình, đến với vòng tay của người khác đấy. Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh. Suy cho cùng, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung, ắt sẽ xảy ra xung đột, khoảng cách cứ lớn dần và kẻ thứ ba thừa cơ xuất hiện. Đã theo dõi chương trình của Địch Nghề Tốt, chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.